Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiếc tàu lặn Titan đã bị ép dẹp rồi nổ tung khi đang hạ xuống vị trí của xác tàu Titanic, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Thân tàu Titan được chế tạo bằng vật liệu thử nghiệm là sợi carbon. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tàu Titan đã không được kiểm tra áp suất nhiều lần ở độ sâu 4.000 mét trước khi đi vào hoạt động kinh doanh thực sự. Vài ngày sau khi tàu lặn Titan được thông báo mất tích, kéo theo một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết hôm ngày 22 tháng 6, chiếc tàu đã phát nổ. Đến nay, các quan chức vẫn chưa biết cụ thể tàu nổ khi nào và tại sao. Trên trang web của mình, OceanGate cho biết tàu lặn Titan nặng 10.432 kg, được làm bằng Titan và sợi carbon quấn dây tốc, đã được chứng minh là một con tàu an toàn và thoải mái, có thể chịu được áp lực to lớn của đại dương sâu thẳm. Ông Park Camber, kỹ sư cơ khí thuộc Hiệp hội Công nghiệp Hàng hải cho biết, đổi mới là một điều tuyệt vời, nhưng mọi thứ mới và chưa được thử nghiệm đều dẫn đến sự không chắc chắn, đều dễ dẫn đến rủi ro. Mặc dù sợi carbon từ lâu đã được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, nhưng ông Camber cho biết, nó chưa được chứng minh là có thể chịu được áp suất dưới biển sâu 4.000 mét và phải trải qua nhiều lần thử nghiệm. Xác tàu Titanic nằm ở độ sâu 4.000 mét, đó là độ sâu đáng kể so với khoảng 600 mét hoặc 900 mét mà một tàu ngầm điển hình của Hải quân Mỹ hạ xuống. Theo đài NBC News, các chuyên gia giải thích ở độ sâu của Titanic, áp lực nước lớn hơn gần 400 lần so với ở bề mặt đại dương. Áp suất khoảng 6.000 PSI sẽ đè lên mỗi inch vuông bên ngoài của Titan, trong khi áp suất của mực nước biển chỉ 14,7 PSI. Theo ông Camber, đó là một thiết kế không được sử dụng theo cách ở độ sâu này. Ngược lại, các tàu ngầm của Hải quân Mỹ được chế tạo bằng thép carbon, một vật liệu đã qua thử nghiệm, đáng tin cậy và được hiểu thấu đáo. Theo đại úy David Marquick, một chỉ huy tàu ngầm của Hải quân đã nghỉ hưu, ông Marquick cho biết sợi carbon là một vật liệu tương đối mới, đặc biệt là để chế tạo vỏ tàu ngầm. Ông nói cần phải tiến hành nhiều lần lặn, kiểm tra, chụp X-quang và siêu âm để hiểu đầy đủ cách vật liệu phản ứng với ứng suất và áp suất theo thời gian. Ông Marquick cho biết tàu lặn Titan đã lặn sâu gấp 10 lần so với tàu ngầm mà Hải quân sử dụng. Điều đó có nghĩa là nó phải chịu áp lực gấp 10 lần. Thông tin ghi nhận của VN Express, Ủy ban An toàn Giao thông Canada TSB ngày 23 tháng 6 thông báo nước này có trách nhiệm điều tra về yếu tố an toàn trong thảm kịch tàu lặn Titan, vì tàu mẹ hỗ trợ cho chuyến thám hiểm định mệnh là chiếc Powler Prince treo cờ Canada. Chiếc Powler Prince từng thuộc biên chế tuần duyên Canada trước khi được chuyển giao cho khu tự trị Miaupuket ở phía nam đảo Newfoundland. Powler Prince đóng vai trò là nơi thả và thu hồi tàu lặn Titan, cũng như giữ liên lạc trong suốt hành trình thám hiểm. TSB lưu ý cuộc điều tra của cơ quan này chủ yếu tập trung vào những diễn biến và bối cảnh liên quan tàu Powler Prince. Các điều tra viên đã được cử đến St. John, Newfoundland, cảng nhà của Powler Prince và tàu lặn Titan. TSB lưu ý, cơ quan này có thể mất nhiều năm để hoàn tất điều tra và không rõ quyền đưa ra kết luận về trách nhiệm hình sự hoặc dân sự của các bên liên quan. Trước đó, tuần duyên Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về toàn bộ thảm kịch tàu lặn Titan. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB cho biết vụ tai nạn trên Đại Tây Dương thuộc sự kiện gây thương vong lớn trên biển. Do đó, trách nhiệm điều tra chính thuộc về lực lượng tuần duyên Mỹ và NTSB sẽ cử người hỗ trợ. Tàu lặn Titan mất liên lạc từ ngày 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi bắt đầu hành trình thám hiểm xác Titanic. Tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 xác định tàu đã bị ép nát dưới đáy biển, 5 người trong khoang thiệt mạng. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488 mét. Giới chức Mỹ cho rằng tàu Titan đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ ở độ sâu gần 4.000 km, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Nhưng hiện chưa rõ đây là do trục trặc kỹ thuật của tàu hay thao tác sai của con người. Các điều tra viên
phải trục vớt các mảnh vỡ từ dưới đáy biển để tìm hiểu thêm thông tin. Nhưng nhiệm vụ này được cho là rất khó khăn và mất nhiều thời gian. OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan, mất tích ở Đại Tây Dương, ngày 22 tháng 6 xác nhận 5 người trên tàu đã thiệt mạng. Tuần duyên Mỹ trước đó cho biết các mảnh vỡ mà họ phát hiện dưới đáy biển do thấy tàu lặn Titan đã bị ép nát thảm khốc. Hiện tượng khiến những người bên trong tử vong gần như ngay lập tức, ghi nhận của VN Express. Trước khi bước lên tàu lặn Titan thực hiện chuyến tham quan sát Titanic, các hành khách đều phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm với OceanGate, trong đó nguy cơ tử vong được đề cập ít nhất 3 lần ngay trang đầu tiên. Theo đó, họ phải tự chịu trách nhiệm nếu thiệt mạng khi con tàu gặp sự cố dưới đáy biển. Tuy nhiên, đối với gia đình các nạn nhân, mọi thứ có thể không kết thúc ở đây. Giới phân tích cho rằng, thân nhân vẫn có thể kiện OceanGate, cũng như những người khác có liên quan tới tàu lặn Titan, ngay cả khi nạn nhân đã ký cam kết miễn trừ. 5 người thiệt mạng trên tàu gồm Stockton Rush, 61 tuổi, người sáng lập và giám đốc điều hành OceanGate, tỷ phú Anh Hamish Harding, 58 tuổi, Sajada Dawood, 48 tuổi, doanh nhân gốc Pakistan cùng con trai 19 tuổi Suleiman, đều là công dân Anh, và nhà hải dương học quốc tịch Pháp kiêm chuyên gia nổi tiếng về tàu Titanic Paul Henry Naziolet, 77 tuổi. Cam kết miễn trừ không phải lúc nào cũng là lá chắn pháp lý vững chắc, và không có gì lạ nếu các thẩm phán bác bỏ nó nếu nó có bằng chứng về sơ suất hoặc rủi ro nghiêm trọng không được tiết lộ đầy đủ với hành khách. OceanGate có thể lập luận rằng đây không phải là sơ suất và cam kết miễn trừ hợp lệ vì đã nêu đầy đủ những nguy hiểm tiềm ẩn khi tham quan vùng biển sâu của đại dương bằng tàu lặn. Mức độ của bất kỳ sơ suất nào và ảnh hưởng của nó đối với khả năng áp dụng miễn trừ như thế nào sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân tai nạn, vốn sẽ là trọng tâm của cuộc điều tra tiếp theo. Joseph Lau, luật sư về thương tích cá nhân ở California nói, có rất nhiều ví dụ về những gì các gia đình nạn nhân có thể yêu cầu bất chấp cam kết miễn trừ. Nhưng cho đến khi biết rõ nguyên nhân tai nạn, chúng ta không thể xác định liệu trường hợp này cam kết miễn trừ có được áp dụng hay không. Các đội tìm kiếm dự kiến sớm rời hiện trường sau khi tàu Titan được xác nhận đã bị phá hủy. Song các thiết bị tự hành tiếp tục thu thập bằng chứng dưới đáy biển. Hiện chưa rõ liệu có thể trục vớt thi thể các nạn nhân lên hay không, do tính chất của vụ tai nạn và điều kiện khắc nghiệt ở đầu sau đó. Matthew Schaffer, luật sư về tai nạn hàng hải ở Mỹ và từng là đại diện cho nạn nhân của một số thảm họa hàng lớn như vụ nổ Deepwater Horizon năm 2000 cho biết, vụ trục vớt thi thể nạn nhân sẽ được cân nhắc dựa trên những rủi ro đối với tính mạng con người và tài sản. Nếu nó nguy hiểm tới mức khiến nhiều người và thiết bị gặp nguy hiểm, họ có lẽ sẽ không làm điều đó. Ông Schaeffer nói, nếu có những thông tin về thiết kế hoặc cấu trúc tàu bị giữ bí mật với hành khách, hoặc nó được cố tình vận hành dù được cảnh báo không đảm bảo an toàn, cam kết miễn trừ sẽ không còn hợp lệ. OceanGate là công ty nhỏ có trụ sở ở Everett, Washington và không rõ liệu họ có tài sản để bồi thường các tổn thất lớn hay không. Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân có thể tận dụng chính sách bảo hiểm của công ty nếu có. Họ cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các bên tham gia thiết kế, xây dựng hoặc chế tạo bộ phận cho tàu Titan nếu chúng bị phát hiện có sai sót và là nguyên nhân gây ra thảm kịch. Công ty OceanGate có thể tìm cách tự bảo vệ bằng cách đề trình cái gọi là giới hạn trách nhiệm theo luật hàng hải, trong đó cho phép chủ sở hữu tàu liên quan tới tai nạn yêu cầu tòa án liên bang hạn chế bất kỳ thiệt hại nào đối với giá trị hiện tại của tàu. Tuy nhiên, để làm điều này, OceanGate sẽ phải chứng minh họ không biết gì về các sai sót tiềm ẩn với tàu lặn Titan. Các chuyên gia cho rằng, việc tìm bằng chứng cho điều đó là nhiệm vụ không dễ dàng. Nếu OceanGate thất bại, gia đình các nạn nhân sẽ được quyền nộp đơn kiện về việc người thân bị thiệt mạng vì lý do không chính đáng. Đạo luật tử vong ở biển sâu được đưa ra vào năm 1920, cho phép những người phụ thuộc tài chính vào những người đã chết trong tai nạn hàng hải có thể yêu cầu phần thu nhập mà họ đáng lẽ sẽ được nhận trong tương lai. Ông Schaeffer nhấn mạnh, các gia đình có thể yêu cầu phần giá trị hỗ trợ mà người thân quá cố của họ có thể tạo ra trong phần đời còn lại của họ. Nếu chồng bạn ở trong con tàu đó
và anh ấy kiếm được 1 triệu đô la Mỹ mỗi năm, cũng như có thể làm việc thêm 30 đến 40 năm nữa. Đó sẽ là một con số bồi thường rất lớn. Người được phép yêu cầu bồi thường có thể là vợ, chồng của người quá cố hoặc con chưa thành niên. Những gì Ocean Gate biết về vấn đề an toàn của tàu Titan và những gì hành khách từng nói về nó sẽ là tâm điểm cho những câu hỏi xoay quanh vụ tai nạn và cuộc điều tra. Nguyên đơn có khả năng trích dẫn những cáo buộc sai sót về an toàn của Ocean Gate từng được một cựu giám đốc nêu ra trong vụ kiện năm 2018. Hãng Ocean Gate đầu năm 2018 sa thải giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải David Lawrence sau khi ông nêu lo ngại về độ an toàn của tàu lặn Titan và từ chối phê chuẩn các chuyến đi thử nghiệm chở người. Trong vụ kiện tại bang Washington cách đây 5 năm, Ocean Gate cáo buộc Lawrence vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ các thông tin bí mật và độc quyền của công ty. Cựu giám đốc này đã bày tỏ lo ngại khi Ocean Gate từ chối thực hiện bài kiểm tra không phá hủy đối với thiết kế thân tàu, phương pháp nhằm tìm lỗi bên trong hoặc ngoài thân vỏ mà không gây tổn hại đến Titan. Trong đơn phản tố, Lawrence cho biết thiết kế cửa sổ quan sát của tàu lặn chỉ chịu được áp suất cho phép ở độ sâu 1.300m, song Ocean đã lên kế hoạch đưa khách xuống độ sâu 4.000m. Lawrence cũng từng đề nghị Ocean Gate đánh giá độ an toàn của tàu Titan thông qua cơ quan chuyên môn của Mỹ. Cũng giống như vụ nổ Deepwater Horizon, ông Schaeffer cho rằng rõ ràng đã có rất nhiều cảnh báo rằng con tàu không có khả năng thực hiện hành trình một cách an toàn. Họ cũng có những chuyến đi phải bỏ dở vì sự cố. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.